Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 173. Mộc Lan, đúng, năm xưa chúng tôi còn ở một thế giới rất nhỏ, không có nhiều người tu hành. Về sau, công tử nhà tôi đã từng bước tiến bộ đến đây từ vũ trụ cấp thấp đấy. Giang Sơ Nhan cảm thán, tôi nghe nói những người từ dưới ấy lên đây có tỷ lệ thành công ất thấp. Nhưng một khi có chỗ đứng rồi thì sẽ có thành tựu rất cao. Mộc Lan, công tử nhà tôi luôn tạo ra kỳ tích, con đường đi của công tử trải đầy những truyền kỳ. Sau đó, Mộc Lan hỏi, Giang cô nương, cô muốn lấy công tử à? Giang Sơ Nhan cúi đầu xuống, trước đó tôi còn thấy bực với sắp xếp của môn phái, nhưng giờ xem ra là tôi không xứng với công tử rồi. Mộc Lan cười nói, đó là duyên phận của hai người. Mấy cô gái trò chuyện vui vẻ, Ngô Bình mở cửa đi ra rồi đưa ba viên đan dược cho Mộc Lan, Hồng Nhan và Ngọc Nô, các cô uống đi, sau đó tu luyện theo những gì tôi truyền thụ. Dứt lời, anh lại quay vào luyện đan. Không lâu sau, anh mang hai viên đan dược ra, một viên đưa cho Khinh Vũ, một viên đưa cho Giang Sơ Nhan. Giang Sơ Nhan nhìn viên đan dược trong tay mà run rẩy hỏi, công tử, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình cười nói, đây là nghịch thiên cải mệnh đan tôi dùng các dược liệu còn sót lại luyện chế đấy, tuy không bằng các viên trước, nhưng cũng có khoảng 40% hiệu quả, tên nó là nghịch thiên đan. Giang Sơ Nhan hỏi, công tử, đây là đan dược cấp mấy? Ngô Bình đáp, giữa cấp 17 và 18. Giang Sơ Nhan vội nói, công tử, thứ này quý quá tôi không thể nhận được. Mộc Lan cười nói, Giang cô nương. Nếu cô không coi công tử nhà tôi là người ngoài thì nhận đi. Ngô Bình chỉ nói, mấy hôm nữa, tôi sẽ bế quan lĩnh ngộ vài thứ, các cô đừng làm phiền, nói rồi, anh quay vào phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã hết 3 ngày. Sáng sớm, Ngô Bình đã mở cửa đi ra. Trong thời gian qua, anh đã nghiền ngẫm lại truyền TH Cáp của Thái Ất Đạo Tôn nên có được rất nhiều thu hoạch. Giang Sơ Nhan vội nói, công tử. Lâm Sung Tiêu đã đến núi Nguyên Sử rồi, đi cùng còn có Thiên Tàn Đạo Quân và các nhân vật lớn của tiên giới U Thiên. Xem ra họ rất tin tưởng Lâm Sung Tiêu này. Ngô Bình, chỉ e họ sẽ phải thất vọng thôi. Giang Sơ Nhan, công tử, chúng ta đến gặp các trưởng lão trước đã, họ có chuyện muốn nói. Ngô Bình trở lại đại điện, 8 trưởng lão không còn hình dạng khổng lồ nữa, họ đều đứng trong điện chờ anh. Thấy anh đến. Một tu sĩ nửa râu đen nửa râu trắng cười nói, Ngô Bình, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Ngô Bình, thưa trưởng lão, tôi đã chuẩn bị xong. Người đó gật đầu, trận đấu hôm nay ngoài quyết định quyền sở hữu linh giới Ất Mộc ra, còn liên quan đến nhiều vấn đề. Nếu cậu thành công thì sẽ là công thần của núi Nguyên Sử. Hôm qua, các trưởng lão đã quyết định nếu cậu đánh bại được Lâm Sung Tiêu thì núi Nguyên Sử sẽ dựng cho cậu một viện là viện đan đạo. Đồng thời cho cậu toàn quyền quản lý. Núi Nguyên Sử có 4 tông 2 viện, thêm 1 viện nữa thì là 4 tông 3 viện. Ngô Bình hỏi, tự nhiên mọc ra thêm 1 viện, không phải chỉ có mỗi cái vỏ bọc chứ ạ? Trưởng lão râu đen trắng cười nói, đương nhiên là không, cậu là đại ti đan của Hoàng Triều Thái Ất nên có hiểu biết về đan uyển. Nói thật, viện đan đạo của núi Nguyên Sử chỉ có mạnh hơn đan uyển, chứ không có chuyện kém hơn. Dược liệu cùng thuế đan dược của núi Nguyên Sử sẽ do cậu quản lý hết. Mỗi người ở tiên giới Nguyên Sử mà mua hay bán 1 viên đan dược nào thì đều phải nộp thuế cho cậu. Thậm chí, cậu còn có thể quy định giá cho đan dược và dược liệu, quy định thế lực nào được mua, thế lực nào không được mua. Vì rất nhiều đan dược và dược liệu quý cần mua tư chất. Ngô Bình sáng mắt lên, quyền lực của viện đan đạo này lớn quá, còn hơn cả đan uyển Thái Ất kia. Dẫu sao đan uyển cũng là của Hoàng Triều, còn viện đan đạo là của tiên giới Nguyên Sử. Ngô Bình nói, các vị trưởng lão tin tưởng tôi vậy ư? Trưởng lão kia, chúng tôi cũng mới nhận được tin cậu là thầy luyện đan Kim Đỉnh. Vì thế, chúng tôi nghĩ cậu đã nhận được truyền thừa trong động Kim Đỉnh. Hơn nữa, nếu cậu đánh thắng trận này thì chúng ta sẽ có được linh giới Ất Ộc, mở viện đan đạo cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên. Viện này cũng chỉ có một thầy luyện đan như cậu mới đủ tư cách quản lý thôi. Ngô Bình gật đầu, được, tôi nhận. Một nữ tu khoảng 30 tuổi để đầu chọc, mặc đồ màu trắng mỉm cười nói, Ngô Bình, cuộc tỉ thí lần này rất quan trọng.
tiên giới U Thiên cực kỳ tự tin, vì thế đã đánh cược rất cao. Đương nhiên, chúng tôi cũng tự tin về cậu nên cũng đánh cược cao không kém. Nói thẳng ra là nếu bên nào thua thì sẽ bị tổn thất nặng nề. Ngô Bình chớp mắt hỏi, tôi có thể biết hai bên cá cược không? Nữ trưởng lão kia, nếu cậu thắng thì đan dược của chúng ta có thể bán đến tiên giới U Thiên, đồng thời còn được bán độc quyền. Ngoài ra, chúng ta còn có thể chiêu mộ đệ tử ở đó, để thiên tài của bọn họ gia nhập vào môn phái của tiên giới nguyên sử. Ngô Bình rất ngạc nhiên, tiên giới U Thiên dám đưa ra điều kiện thế này chứng tỏ họ rất tự tin. Nữ trưởng lão, vì thế ban nãy tôi mới nói vậy. Ngô Bình, nếu tôi thắng thì tiên giới U Thiên có quyệt không nhỉ? Nữ trưởng lão lắc đầu, không, vì chuyện này có nhiều bên làm chứng. Nếu họ dám nuốt lời thì sẽ mất nhiều thứ hơn những gì đã cược. Ngô Bình gật đầu nói, các vị trưởng lão cứ chờ tin tốt của tôi. Trưởng lão dâu đen trắng nói, trận đấu lần này sẽ diễn ra ở Tiên Lôi Cửu Long. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xem, cậu mà thắng thì sẽ vang danh thiên hạ, còn thua thì cũng sẽ được nhiều người biết đến. Ngô Bình, các vị trưởng lão chắc chắn sẽ không phải thất vọng đâu. Sau đó, Ngô Bình đi theo tám bọn họ đến Tiên Lôi Cửu Long. Tiên Lôi này là một liên đài khổng lồ, xung quanh có ảo ảnh của 9 con rồng uốn lượn. Lúc này Tiên Lôi đang ở trên cao, xung quanh có người xem. Ngô Bình vừa đến, Giang Sơ Nhan đã nói, công tử, nhất định anh sẽ đánh bại đối thủ. Lúc này có một cái bục lớn xuất hiện trên Tiên Lôi, trên đó khắc đầu phù văn, mộ người đàn ông cao lớn khôi ngô bay tới rồi bước lên Tiên Lôi. Nữ trưởng lão nói với Ngô Bình, lên đi. Ngô Bình bay lên lôi đài, chân anh vừa chạm đất thì đối thủ đã ra tay. Hắn biến thành 24 ảo ảnh rồi nhanh chóng tấn công Ngô Bình. Có mấy người trong đám đông gật gù, một người nói, đây là thần thông. Cấp thượng phẩm, 24 hoàn ảnh chám sát thuật, hắn từng dùng thuật này để giết cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh. Người khác cũng nói, tiếc là lôi đài này không có dùng pháp khí, không thì Lâm Sung Tiêu có thể dễ dàng hạ tiểu tử kia rồi. Ngô Bình đột nhiên biến mất trên lôi đài, tất cả ảo ảnh đã bị mất mục tiêu. Cùng lúc đó, xung quanh lôi đài xuất hiện 9 tường chí tôn, các tường này đều không giống nhau, mỗi cái đều có khí tức rất mạnh, đồng thời âm thầm kết thành sát trận. Đây là tường chí tôn, có người hô lên, các trưởng lão trong viện trưởng lão cũng đều trợn tròn mắt. Cửu tương hợp nhất, giết. Giọng nói của Ngô Bình vang lên, sàn lôi đài xuất hiện trận văn kỳ diệu. Đây là áo thuật mạnh nhất mà Ngô Bình biết là thuật thiên áo, uy lực của nó rất mạnh. Trên không trung xuất hiện một lưỡi liềm khổng lồ đen kịt, chỉ có phía rìa phát ra sát quang, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Dưới luồng uy áp khủng khiếp ấy, Lâm Sung Tiêu đã lộ ra chân thân, hắn hét lên rồi giơ hai tay tạo quyết, phía sau có một bàn tay màu vàng xuất hiện rồi tiếp chiêu lưỡi liềm kia. Cheng! Một tiếng động lớn vang lên, lưỡi liềm cố định trên cao, còn bàn tay thì đã bắt được nó, tia lửa tóe ra. Thấy thế, người của tiên giới U Thiên đều thở phào một hơi, có người cười nói, tuy người này cũng có chút tài năng, nhưng so với Lâm Sung Tiêu thì còn kém xa. Nhưng đúng lúc này, lại có thêm một tường chí tôn của Ngô Bình xuất hiện dưới mặt đất, nó chui từ dưới lên rồi tung một chưởng vào chân Lâm Sung Tiêu. Rắc! Chân của Lâm Sung Tiêu đã gãy, hắn đau đớn kêu lên rồi bỏ chạy. Nhưng trên không cũng có một tường xuất hiện rồi tung một chưởng ấn vào đầu hắn. Lâm Sung Tiêu thấy trước mắt tối đen rồi bị đán ngã. Lúc này, 12 tương chui từ dưới đất lên rồi đánh cho Lâm Sung Tiêu một trận tơi bời, gần như không còn ra hình người nữa. Người của tiên giới U Thiên đều ngẩn ra, người của núi Nguyên Sử cũng không kém, không ai biết có chuyện gì đang xảy ra. Biến! Đột nhiên Lâm Sung Tiêu hét lên, quanh người bắn ra tia sét, đôi mắt cũng phun chớp. Một cái kích xuất hiện trong tay hắn rồi bắn về phía tường của Ngô Bình. Người hắn dần bay lên cao, quanh người giăng đầy tia sét, khí tức trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi gần giọng nói, người đã chọc tức được ta rồi, đón nhận cơn giận của ta đây. Hắn điểm tay một cái, bàn tay nắm chặt lưỡi liềm chợt dùng sức. Rắc! Lưỡi liềm đã bị bàn ta bẻ gãy, sau đó đập mạnh về phía Ngô Bình.
Anh tránh sang một bên rồi cười nói, đúng là cường giả trên bảng đại tiên có khác, quả nhiên cũng có chút tài năng. Nhưng ban nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi, giờ mới nghiêm túc này. Sau đó, anh thu khí tức lại rồi tung một quyền về phía Lâm Sung Tiêu. Phụt! Lâm Sung Tiêu không kịp phản ứng, mũi đã trúng. Ngay một đòn làm xương gãy nát, máu tươi ứa ra, hắn đau đến tái mặt. Phụt! Quyền của Ngô Bình rơi xuống như mưa, mỗi đòn của anh trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại chứa ý nghĩa của võ thuật, tiếp đó có bốn ảo ảnh tương xuất hiện. Đây là truyền thừa của Nguyên Sử Đạo Tôn, mọi người của núi Nguyên Sử đều sáng mắt lên với vẻ hưng phấn. Lâm Sung Tiêu liên tục bắn sấm sét ra, nhưng chúng đánh lên người Ngô Bình lại như không, trái lại anh còn đánh hăng hơn. Một trận quyết đấu giờ lại thành một bên bị đánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Loáng cái, Lâm Sung Tiêu đã bị đánh biến dạng, mắt sưng, mũi gãy, tóc rụng, chân tay gãy, thảm không kể đâu cho hết. Tiếp đi, bắn xét tiếp đi, chán rồi à, Ngô Bình vừa đánh vừa chế giễu hắn, làm Lâm Sung Tiêu tức đến mức hộc mấy ngụm máu. Chết đi. Lâm Sung Tiêu không còn sức chống trả chợt thi triển một đạo phù, trên tay phải của hắn phát ra sát quang của hoa sen, sau đó tấn công về phía ngực của Ngô Bình. Tiếp đó, Ngô Bình đã dừng lại, toàn thân bắt đầu phát sáng, đến từng lỗ chân lông cũng sáng bừng. Trông thấy cảnh này, mọi người của núi Nguyên Sử đều phẫn nộ nói, Lâm Sung Tiêu dùng đạo phù là phạm quy. Người của tiên giới U Thiên cũng nhăn mặt, dù Lâm Sung Tiêu có giết được đối thủ thì trận này họ vẫn thua, thua một cách thảm hại. Giang Sơ Nhan lo lắng gọi, công tử. Tôi không sao. Đột nhiên Ngô Bình lên tiếng, ánh sáng trắng bên ngoài người anh dần biến mất. Thì ra, lúc sát quang tấn công, Nguyên Sử Thiên Phù trên người anh đã được kích hoạt. Tất cả sát quang đều bị nó hút hết và trở thành một phần sức mạnh của nó. Lâm Sung Tiêu lẩm bẩm, không thể nào. Chát! Ngô Bình tát cho hắn một phát ngã sóng xoài, sau đó hắn đã phải giơ hai tay lên nói, tôi nhận thua. Hắn buộc phải làm vậy, vì nếu không sẽ bị Ngô Bình đánh chết. Hơn nữa anh đã dùng đạo phù trước nên thua là điều đương nhiên rồi. Người của núi Nguyên Sử gieo hò. Người của tiên giới U Thiên thì như đứa đám, vì họ đã thua rồi. Ngô Bình bước xuống khỏi lôi đài, nữ trưởng lão nói, Giang Sơ Nhan, dẫn Ngô Công Tử về nghỉ ngơi đi. Vâng. Ngô Bình đi rồi, việc còn lại sẽ do hai bên xử lý, tiên giới U Thiên đã thua thảm hại, nhưng vẫn phải chịu. Giang Sơ Nhan rất hào hứng, trên đường đi mà cứ cười suốt, công tử giỏi quá. Lâm Sung Tiêu đứng trên bảng đại tiên mà khi đấu với công tử thì chỉ như một đứa trẻ chịu đòn. Ngô Bình chợt hộc ra một ngụm máu rồi nói, thật ra thực lực của hắn mạnh lắm đấy. Giang Sơ Nhan hoảng hốt, công tử bị thương ư. Ngô Bình nhổ một cái răng nói, nếu bị đánh. Gãy một cái răng là bị thương thì đúng đấy. Giang Sơ Nhan che miệng cười, gãy một cái răng thì không sao, ngày mai nó lại mọc thôi. Răng của người tu hành có thể liên tục thay mới, vì thế có dụng một cái cũng không sao. Về đến núi, Ngô Bình hỏi Giang Sơ Nhan, khi nào mình được lấy linh giới ất mộc. Giang Sơ Nhan, chắc cũng dăm bữa nửa tháng gì đó, công tử đừng vội, nếu có tin gì thì chúng ta sẽ biết ngay. Ngô Bình gật đầu nói, ở đây không còn chuyện gì nữa rồi, tôi về Thân Châu một chuyến đây. Giang Sơ Nhan, vâng. Nếu bên này có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho công tử ngay. Ngô Bình chào mấy cô gái rồi về Thần Châu. Anh ở lại đó một ngày rồi dẫn Nguyệt Thanh Ảnh đến Đông Hải tìm Lý Thuần Như. Họ vừa đến Tiên Kiếm Môn đã nhìn thấy Lý Thuần Như dẫn các cao thủ ra nghênh đón. Anh Bình, chị cô ấy tươi cười bước tới. Ngô Bình phát hiện khí tức của Lý Thuần Như đã mạnh hơn, việc tu hành của cô ấy tiến bộ rất nhanh. Nhất là sau khi được anh truyền thụ thiên thượng tam kiếm cho, giờ cô ấy đã là cao thủ số một trong thế hệ trẻ và được cả môn chủ và các trưởng lão coi trọng, ngoài ra còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng môn kế tiếp. Nhưng Nguyệt Thanh Ảnh vừa gặp Lý Thuần Như đã thấy sắc mặt cô ấy là, Ngô Bình còn rõ hơn, anh thấy đỉnh đầu của Lý Thuần Như có hắc khí xoay tròn và mang theo khí tức chết chóc. Đôi mắt nhìn thấu vạn vật của anh có thể nhìn thấy khí tức ấy. Còn Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cảm nhận được sắc mặt của Lý Thuần Như khang khác thôi,
chứ không biết vấn đề nằm ở đâu. Ngô Bình bình tĩnh cười nói, sau đó đến chỗ ở của Lý Thuần Như. Sau khi đuổi hết tùy tùng đi, anh chợt hỏi, Thuần Như, em có thấy khó chịu ở đâu không? Lý Thuần Như cười đáp, sao anh lại hỏi em như thế, em bình thường mà. Sau khi anh truyền thụ thiên thượng tam kiếm cho em, tu vi của em đã tăng đáng kể. Ngô Bình chợt bắt lấy cô tay cô ấy, ngay sau đó anh nhăn mặt rồi hỏi Lý Thuần Như, cô không phải Lý Thuần Như, cô là ai? Lý Thuần Như ngạc nhiên nói, anh Bình, anh đang nói gì thế, sao em lại không phải em? Ngô Bình cười mỉa rồi truyền sức mạnh vào người cô ta, Lý Thuần Như biến sắc mặt rồi lộ ra vẻ đau đớn, anh Bình, anh làm đau em đấy. Ngô Bình lạnh mặt nói, cô mà không nói thật thì tôi sẽ cho cô hồn bay phách tán. Lý Thuần Như chợt lộ ra nụ cười quỷ dị rồi nói, sao anh phát hiện ra hả? Ngô Bình cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức trên người Lý Thuần Như nên gần giọng nói, tà ma. Đúng vậy, khi còn ở vũ trụ cấp thấp, anh đã từng gặp tà ma nên giờ mới thấy khí tức của chúng giống hệt nhau. Người kia có vẻ ngạc nhiên, người biết ta cơ à? Vậy là ngươi là tu sĩ từ dưới lên hả? Ngô Bình, ngươi là tà ma đến từ vũ trụ trấn đán ư? Tà ma gật đầu, đúng, ta đến từ vũ trụ trấn đán, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây. Ngô Bình chợt thả lỏng rồi nói, nếu đã là đồng hương thì ngươi đừng làm hại bạn ta, thế này đi, ngươi muốn gì ta cũng cho, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Tà ma cười nói, ta có thể từ dưới lên đây thì ngươi nghĩ ta ngu đến mức tin lời ngươi à? Ngô Bình, ngươi biết ta là ai không? Ta là thầy luyện đan Kim Đỉnh, viện chủ của viện đan đạo của núi Nguyên Sử đấy, ta mà thèm lừa một nhân vật nhỏ bé như ngươi à? Tà ma bực mình nói, ngươi coi thường ta hả? Ta là nhân vật nhỏ bé ư? Ngô Bình, ta nói thế còn là tôn trọng ngươi rồi đấy, vì ngươi chỉ như con kiến hôi với ta thôi. Tà ma trầm ngâm mãi mới nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ngô Bình, cũng không sao, ta có cách giết ngươi. Nhưng làm vậy thì bạn ta cũng bị thương, song nếu ngươi cứ kiên quyết làm theo ý mình thì ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tà ma thở dài nói, được rồi, ta tạm tin ngươi. Dứt lời, nó rời khỏi cơ thể của Lý Thuần Như rồi hóa thành một hình người mờ ảo đứng cạnh Ngô Bình. Lý Thuần Như mờ mịt, Ngô Bình ấn vào mi tâm của cô ấy thì cô ấy mới dần tỉnh táo lại. Anh Bình, sao anh lại ở đây? Em bị sao thế, cứ như nằm mơ ấy. Ngô Bình nói với Nguyệt Thanh Ảnh, em dẫn Thuần Như đi nghỉ đi. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu rồi kéo Lý Thuần Như rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Tà Ma, anh hỏi, ngươi tên gì? Tà Ma, Lý Lương Sơn, đó là tên của ta trước khi chết. Thật ra Ngô Bình rất tò mò về Tà Ma. Tà ma này vốn chỉ tồn tại dưới thể năng lượng, còn hư ảo hơn con người, lẽ ra nó không thể tu luyện đến bước này rồi tới vũ trụ chính được. Nhưng sự thật là không những nó đã làm được mà còn có tu vi rất cao. Thực lực của nó ít cũng ngang tầng thứ ba đạo cảnh, Ngô Bình đoán chắc chắn phải có lý do. Ngô Bình, Lý Lương Sơn, ngươi nhập vào người Lý Thuần Như để làm gì? Lý Lương Sơn cười đáp, tiên kiếm môn có một bảo bối là một thể xác không có thần hồn và lai lịch cũng bất minh. Lý Thuần Như dạo này rất nổi, tiếng nói cũng có giá trị trong môn phái nên ta mới nhập vào cô ta, hy vọng lấy được thể xác ấy để có cơ thể thật sự. Ngô Bình, chuyện này có thể thương lượng, ta hỏi ngươi thêm một câu nữa, sao ngươi đến vũ trụ chính được? Lý Lương Sơn, ta cũng không cần giấu ngươi, lẽ ra ta không có cơ hội đến đây đâu. Sở dĩ thành công là cũng nhờ thứ này. Nói rồi, nó há miệng nhả một hạt châu màu xanh to như quả trứng gà và phát sáng ra. Ngô Bình cầm lấy hạt châu thì thấy không có gì bất thường, anh hỏi, đây là thứ gì? Lý Lương Sơn, không rõ, ta tình cờ tìm thấy nó dưới lòng đất. Thứ này chắc chắn là đồ của vũ trụ chính, chỉ là không biết sao nó lại xuất hiện ở vũ trụ trấn đán. Ngô Bình mở nhìn thấu vạn vật ra thì thấy bên trong hạt châu ẩn chứa một thế giới, hắn không đổi sắc nói, hạt châu này có tác dụng với ngươi không? Lý Lương Sơn, sau khi đến nguyên thủy thiên giới, nó đã không còn tác dụng với ta nữa. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta thể xác đó. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ta thử xem,
nếu ta có thể lấy được thể xác thì sẽ đi tìm ngươi đổi hạt châu này. Tà ma cười nói, quả nhiên ngươi là một người giữ chữ tín, không cướp lấy hạt châu bằng thực lực mạnh của mình, hơn nữa còn sẵn sàng giúp ta. Ngô Bình, ta nói rồi, ta lười lừa gạt ngươi, hơn nữa bọn ta còn là đồng hương nữa. Lý Lương Sơn, ngươi tên là Ngô Bình nhỉ? Trước khi đến đây ta chưa từng nghe đến tên của ngươi, xem ra ngươi là người sau này. Ngô Bình, ngươi đến vũ trụ chính từ bao giờ? Lý Lương Sơn, 1000 năm trước, rất lâu rồi. 1000 năm nay, tu vi của ta không hề có tiến bộ, vẫn luôn chu du khắp nơi. Ngô Bình, ngươi cứ ở đây đợi ta đi hỏi chuyện thể xác. Ngô Bình tìm đến Lý Thuần Như hỏi về chuyện thể xác đó, Lý Thuần Như nói, em biết chuyện này, cái gọi là thể xác đó dường như là một linh thai được sinh ra từ thời thượng cổ, đã được bảo tồn cho đến ngày nay. Nhưng linh thai này rất mạnh, thần hồn bình thường không thể khống chế được nó, sau khi vào trong sẽ bị linh thai hấp thụ. Ngô Bình, có nguy hiểm không thì đó là chuyện của ông ta, không liên quan đến chúng ta. Thuần Như, có thể lấy thể xác này ra không? Lý Thuần Như suy nghĩ một chốc rồi nói, để em thử xem. Anh Bình, bố em muốn gặp anh, em dẫn anh đến gặp ông ấy được không? Ngô Bình cười nói, ông cụ đã biết chuyện của chúng ta rồi à? Lý Thuần Như gật đầu, ông ấy à, lúc đầu vừa nghe nói ba cô con gái gả cho cùng một người, sắc mặt ông ấy chẳng dễ chịu gì cho cam, sau đó ông ấy cử người đến nghe ngóng tin tức của anh, cuối cùng thì giúp em mời anh đến Tiên Kiếm Môn chơi. Ngô Bình cười nói, được, anh sẽ đến thăm bác trai. Lý Thuần Như mời Ngô Bình đến một cái sân nhỏ, trong sân có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn, ông ta bị mất cả hai chân, trên miệng vết thương có xương độc màu đen, có vẻ là bị trúng một loại độc kỳ lạ. Ngô Bình bước vào, người trung niên nhìn anh cười hỏi, là cậu Ngô sao? Lý Thuần Như vội nói, anh Bình, đây là bố em, Lý Nguyên Hưng. Ngô Bình, là cháu ạ, chào bác trai. Lý Nguyên Hưng cười nói, cuối cùng cậu cũng đến rồi, đứng đầu ở đại hội quần anh, đứng đầu bảng tiểu tiên, còn đánh bại được Lâm Sung Tiêu Tiên Kiêu đứng đầu của cửu thiên tiên giới. Ngô Bình, bác trai quá khen rồi. Sau đó anh nhìn chân Lý Nguyên Hưng hỏi, bác trai trúng độc gì thế, hình như lúc nào cũng phải áp chế nó. Lý Nguyên Hưng nói, tôi bị trúng thứ độc nhất trên thế giới, chất độc của thực cốt hoa, không có thuốc nào có thể giải được độc này. Chỉ có thể áp chế nó bằng công phu của mình. 10 năm trước, tôi vẫn còn cả hai chân, bây giờ chỉ còn nửa bắp chân, đều đã bị thối rữa hết rồi. Ngô Bình, cắt ở phần trên cũng không được. Người tu hành cắt chân tay thì sẽ có cách mọc lại. Lý Nguyên Hưng lắc đầu, độc này chỉ phát tác ở phần dưới cùng thôi mà độc tố thì đã lan khắp người, cắt cũng không có tác dụng. Ngô Bình, không còn thuốc giải à, cháu nghĩ chưa chắc là thế, cháu thử xem. Luyện chế một lò đan giải độc cho bác. Lý Nguyên Hưng, ồ, độc này của tôi có thể giải được sao? Ngô Bình, về lý thuyết thì không còn cách nào khác, nhưng có thể đẩy độc ra ngoài. Anh cũng không giải thích nhiều, lập tức lấy lò đan ra, nhanh chóng luyện chế một lò đan dược, có tất cả 5 viên. Có cảm giác đan dược này rất cứng, trên đó có rất nhiều nhỏ nhỏ. Hơn nữa đan dược này không phải để uống mà được anh đưa thẳng vào tim Lý Nguyên Hưng. Theo từng nhịp đập của tim, đan dược biến thành chất dính như keo, bao phủ mặt trong của trái tim, thứ này có sức hấp dẫn rất lớn với độc tố, mà độc tố cũng xem nó như một bộ phận trong cơ thể Lý Nguyên Hưng, nhanh chóng tập trung về phía trái tim. Chưa đến 15 phút, 99% độc tố trong người Lý Nguyên Hưng đi vào trong vật thể kết dính đó. Ngô Bình lập tức lấy chất kết dính ra, rồi đặt viên đan giải độc thứ hai vào. Cũng giống lần trước, có 99% độc tố còn lại đi vào vật chất kết dính, sau đó bị anh lấy ra. Sau khi bỏ liên tiếp 5 viên đan giải độc vào, độc tố còn lại không đến 1/1000 tỷ, không tổn thương cơ thể được nữa, lúc này Lý Nguyên Hưng đã có thể dễ dàng áp chế, đẩy độc tố ra ngoài. Lý Nguyên Hưng mừng rỡ, cậu Ngô, ơn lớn khó nói hết. Tôi đi bế quan trước để hồi phục đôi chân này. Lý Thuần Như, bố, có chuyện này con muốn bàn với bố, có thể tặng anh Bình linh thai thượng cổ đó không? Lý Nguyên Hưng, thể xác đó sao? Được chứ, thứ đó đã ở trong Tiên Kiếm Môn cả 1000 năm rồi,
cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Ngô Bình, cảm ơn bác trai. Sau đó Lý Thuần Như lấy thể xác đó, Ngô Bình nhận ra thể xác này cao 1m9, cơ thể cường tráng, dung mạo anh tuấn. Quay lại sân nhỏ trước đó, tà ma vẫn còn ở đó, nhìn thấy thể xác, nó kích động đến mức cả người run rẩy. Ngô Bình, ta đem đến cho ngươi đây. Lý Lương Sơn ném hạt châu cho Ngô Bình, thứ đó chui vào thể xác. Nhìn thể xác thay đổi, Lý Thuần Như nói, không biết ông ta có thể chịu được không? Ngô Bình nói, đó là số mệnh của ông ta. 15 phút sau, thể xác mở mắt ra, ông ta nhảy lên, giơ tay ra, siết chặt 10 ngón tay, rồi lại nhảy vài cái, bật cười nói, cuối cùng ta cũng có thể xác rồi. Nói rồi ông ta quỳ xuống đất dập đầu với Ngô Bình, cảm ơn. Ngô Bình gật đầu, người có thể đi rồi. Lý Lương Sơn đứng lên, ông ta cười nói, công tử, ta mong có thể ở bên cạnh ngươi để được cống hiến. Ngô Bình suy tư một lúc rồi nói, nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại đi. Lý Lương Sơn mừng rỡ, cảm ơn công tử đã giữ ta lại. Ngô Bình ở lại Tiên Kiếm Môn 2 ngày, trưa hôm nay Lý Nguyên Hưng xuất quan, chân của ông ta đã hồi phục, hơn nữa vẻ mặt đã tốt hơn nhiều. Ông ta tìm đến Ngô Bình, nói cậu Ngô, cậu có thể lĩnh hội được Thiên Thượng Tam Kiếm, thiên phú siêu phàm. Một tháng trước, tôi nhận được tin về Thiên Ngoại Nhất Kiếm. Chỉ là Tiên Kiếm Môn tôi không thể lĩnh hội được Thiên Thượng Tam Kiếm, huống chi là Thiên Ngoại Nhất Kiếm. Mắt Lý Thuần Như sáng lên, bố, sao bố không nói với con chuyện này? Lý Nguyên Hưng, chuyện này chỉ có một mình bố biết. Cậu Ngô, tôi muốn để cậu thử xem, không chừng cậu có thể lĩnh hội được Thiên Ngoại Nhất Kiếm. Ngô Bình đã biết đến Thiên Ngoại Nhất Kiếm từ lâu rồi, là một thanh kiếm mạnh nhất trong 13 thanh kiếm. Anh hỏi, Thiên Ngoại Nhất Kiếm ở đâu? Lý Nguyên Hưng, ở sâu trong Đông Hải có một hòn đảo, Thiên Ngoại Nhất Kiếm rơi xuống đó. Tôi từng muốn đi thăm dò nhưng tôi không thể đến gần hòn đảo này, kiếm khí đó quá đáng sợ, nếu tôi đến quá gần thì sẽ bị kiếm khí đó chém. Ngô Bình rất ngạc nhiên, Lý Nguyên Hưng là cường giả cấp đạo cảnh tầng 8 mà còn không thể đến gần, e là mình cũng không làm được. Lý Nguyên Hưng, thế nên cậu Ngô phải chú ý an toàn. Một khi có nguy hiểm lập tức ra ngoài, không được cố chấp đi vào. Ngô Bình, vâng, cháu hiểu rồi. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Nguyên Hưng và Lý Thuần Như cùng bay đến nơi sâu ở trong Đông Hải với Ngô Bình. Vài tiếng sau, từ xa đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ mây mù che phủ. Ba người dừng lại ở nơi cách hòn đảo hơn 100 dặm, Lý Nguyên Hưng nói, phía trước là chỗ đó. Cậu Ngô, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu. Bay về phía hòn đảo nhỏ. Như Lý Nguyên Hưng đã nói, càng đến gần hòn đảo thì uy lực của kiếm khí càng mạnh, nhưng anh không sợ, sử dụng Thiên Thượng Tam Kiếm và Thiên Hạ Cửu Kiếm đỡ lấy kiếm khí bay đến đó. Khi anh đáp xuống rìa hòn đảo nhỏ, cảm giác đó biến mất, anh bước vào trong đảo thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên một tảng đá, đầu ngửa lên nhìn bầu trời, bất động. Cô ta mặc bộ đồ đen, da trắng như tuyết, tóc mượt như thác. Lúc này Ngô Bình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô ta, thế là anh khẽ ho một tiếng. Người phụ nữ xoay người lại để lộ ra khuôn gương tuyệt đẹp, chẳng qua đẹp thì có đẹp nhưng mặt quá lạnh lùng như thể tảng băng cả vạn năm. Ngô Bình nhìn thấy người phụ nữ lập tức dùng mình, chắp tay nói, làm phiền cô rồi. Người phụ nữ ừ một tiếng, chuyện gì? Ngô Bình, tôi nghe nói Thiên Ngoại Nhất Kiếm đang ở đây, cô có biết nó ở đâu không? Người phụ nữ nhìn Ngô Bình, lạnh nhạt hỏi, anh muốn lấy Thiên Ngoại Nhất Kiếm. Ngô Bình nói, chưa chắc là có được, có thể mở mang tầm mắt cũng tốt. Mở mang tầm mắt xong, anh có thể sẽ chết, anh không sợ à, cô ta hỏi. Ngô Bình sờ mũi, tôi sẽ. Cẩn thận. Người phụ nữ vung tay lên, một tia kiếm quang đánh tới, Ngô Bội sửng sốt, tay phải vung lên không trung, một tấm khiên ánh sáng được hình thành bởi phù trận xuất hiện. Phù văn trên đó được xếp thành hình tròn, quay quanh đó rất nhanh. Keng! Kiếm quang đánh tới, tấm khiên ánh sáng vỡ nát, Ngô Bình cũng biến mất. Ngay thời khắc nguy hiểm đó, anh thi triển thuật thiên áo, tránh được một đòn chí mạng. Người phụ nữ cũng không thèm nhìn, lại chỉ vào một hướng nào đó trong không trung, kiếm quang thứ hai phát ra.
Ngô Bình xuất hiện ngay hướng cô ta chỉ, thi triển ý nghĩa của thiên thượng tam kiếm, ba thanh kiếm nhỏ bay ra biến thành một thanh kiếm cực lớn tạo thành kiếm trận, đối mặt với kiếm quang đó. Thiên thượng tam kiếm này, ba kiếm hợp nhất, vạn vật ba đời, tuyệt diệu không thể tả, có uy lực rất lớn. Nhưng kiếm pháp của người phụ nữ quá mạnh khiến Ngô Bình cảm thấy bị đè ép, một lúc sau trán đã toát mồ hôi, anh hỏi, rốt cuộc cô là ai? Người phụ nữ bình tĩnh hỏi, chẳng phải anh muốn xem thiên ngoại nhất kiếm sao? Bây giờ anh sẽ nhìn thấy. Ngô Bình ngạc nhiên, cô chính là thiên ngoại nhất kiếm. Người phụ nữ không đáp lời, chỉ nói, bây giờ anh sắp chết, có suy nghĩ gì? Ngô Bình cười nhạo, chỉ chút bản lĩnh của cô mà cũng muốn giết tôi à? Người phụ nữ lại tung ra một luồng kiếm quang, Ngô Bình lại thiên hạ cửu kiếm, chín kiếm quang và ba kiếm hợp nhất tạo ra một kiếm trận bằng kiếm đạo mà bản thân anh lĩnh hội, lại cứng rắn đỡ được tia kiếm quang thứ hai. Người phụ nữ nói, có bản lĩnh đấy, sau đó lại tung ra kiếm thứ ba. Ngô Bình dùng hết tất cả bản lĩnh của mình đỡ lấy từng kiếm của đối phương, kiếm của cô ta rất đơn giản, tung một đòn ra đều có uy lực sấm sét. Sau khi đỡ được 7 kiếm, Ngô Bình đã loáng thoáng nhìn ra được sự huyền diệu trong thanh kiếm của người phụ nữ, anh bắt đầu thay đổi kiếm trận để vừa vặn với kiếm chiêu của đối phương. 9 kiếm, 10 kiếm, 12 kiếm. Sau 12 nhát kiếm, người phụ nữ không đánh nữa, chỉ lạnh nhạt nói, anh đã học được thiên ngoại nhất kiếm. Ngô Bình thở ra một hơi, chắp tay nói, cô đúng thật là thiên ngoại nhất kiếm. Người phụ nữ thản nhiên nói, ta là kiếm ý khí hóa, nói rồi cô ta biến thành một tia kiếm quang, phối hợp chặt chẽ với thiên hạ cửu kiếm, cuối cùng ngưng tụ thành một kiếm phù. Thiên hạ cửu kiếm đại diện cho kiếm chiêu, thiên thượng tam kiếm là tinh thần của kiếm, thiên ngoại nhất kiếm đại diện cho sự thay đổi. Ba kiếm hợp nhất mới là sát chiêu kiếm đạo. Ngô Bình bỗng chốc hiểu ra, tay anh vung lên, kiếm phủ bị thu hết vào trong thần anh. Lúc này mây khói trên đảo nhỏ tan biến, kiếm khí cũng không còn, Lý Nguyên Hưng và Lý Thuần như bay lên hòn đảo, đồng thanh hỏi thế nào rồi. Ngô Bình nói, đã lĩnh hội thiên ngoại nhất kiếm. Mắt Lý Nguyên Hưng sáng lên, nói cậu Ngô, có thể cho tôi mở mang tầm mắt không? Tay phải Ngô Bình giơ lên. Sóng biển dâng trào, ngưng tụ thành một thanh kiếm nước cực lớn, kiếm khí đáng sợ khiến người ta rét run. Nhìn thấy thanh kiếm nước này, Lý Nguyên Hưng cảm thấy nó như là trời đất biến hóa, chứa uy lực trời đất, ngay cả ông ta cũng không thể chống đỡ. Ông ta cảm khái nói, đây chính là thiên ngoại nhất kiếm. Ngô Bình, đây là kiếm đạo mà 13 kiếm muốn truyền đạt, không chỉ là thiên ngoại nhất kiếm. Đúng lúc này, mặt nước ở đằng xa lại khuấy động, khói khí 7 màu xuất hiện, đồng thời mây đen trên bầu trời kéo đến, áp lực khủng khiếp xuất hiện khiến Lý Nguyên Hưng cũng hơi nhíu mày. Ngô Bình nói, lĩnh hội thiên ngoại nhất kiếm, đại thần kiếp của tôi cũng sắp đến rồi, vừa lúc có thể dùng kiếp này để luyện kiếm ý của tôi. Anh để Lý Nguyên Hưng và Lý Thuần như tránh đi trước, một mình đối đầu với đại thần kiếp. Chưa đến 15 phút. Trên mặt biển xung quanh hòn đảo nhỏ xuất hiện vô số phù văn lớn, những phù văn này tạo thành một sát trận tuyệt thế, Ngô Bình cảm thấy như ngồi trên kim châm, cả thân khó chịu. Nhưng sau đó, trong không trung xuất hiện rất nhiều phù văn, cũng tạo thành một sát trận, kết hợp với sát trận trên mặt biển, khí tức đáng sợ khiến Ngô Bình muốn nôn, trong lòng lại hiện lên tia sợ hãi. Cả đường đi anh rất ít khi sợ điều gì, nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Lý Nguyên Hưng đứng cách đó hơi xa nhìn thấy Ngô Bình được một màn sáng hình chuông cực lớn bao quanh, có hàng trăm triệu bóng ma sinh vật khổng lồ bên ngoài màn sáng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Ngô Bình ở bên trong. Lý Nguyên Hưng cực kỳ ngạc nhiên, lẩm bẩm, sao có thể? Lý Thuần như lo lắng hỏi, bố, có chuyện gì thế, đây là đại thần kiếp sao? Lý Nguyên Hưng thở dài một tiếng nói, đây chính là cửu thiên thập địa tuyệt sát thần kiếp trong truyền thuyết. Nghe nói từ xưa đến nay chỉ có vài người trải qua, hơn nữa đều thất bại, không một ai sống sót. Sắc mặt Lý Thuần như khó coi, vậy phải làm sao? Anh Bình sẽ không có chuyện gì đó chứ? Lý Nguyên Hưng nhìn thẳng vào màn sáng nói, bố không biết, nếu cậu ta vượt qua chuyện này, sau này sẽ không có ai trên thế giới là đối thủ của cậu ta. Nhưng nếu cậu ta thất bại thì cậu ta chắc chắn sẽ chết.
Khi sát trận kích hoạt, Thái Nhất Đạo Phù trong tay Ngô Bình bay lơ lửng trên đỉnh đầu anh, nhưng sát quang trong trận pháp dung chuyển, Thái Nhất Đạo Phù lập tức bị phá hủy, biến thành phù văn cơ bản nhất, giống như một tia lửa, nổ tung cực kỳ lộng lẫy. Ngô Bình đã có chuẩn bị từ trước, một tay khác lấy Nguyên Thủy Thiên Phù ra. Bùa này cũng chỉ duy trì được 3 giây rồi lại bị nổ tung thành từng mảnh. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành lấy 5 tấm Thái Nhất Đạo Phù ra, lần này cũng chưa thể duy trì được bao lâu, chỉ trong tích tắc, Đạo Phù đã bị tiêu diệt. Trên người Ngô Bình đem theo không ít Đạo Phù đạo khí, lúc này đều được anh lấy ra dùng, áo giáp bạch ngọc, nhẫn cửu long, giáp thất thần, chiến giáp ma thần, những bảo bối này đều được anh lấy ra dùng. Thế nhưng không có tác dụng, cho dù pháp khí mạnh đến mấy cũng chỉ có thể duy trì vài giây. 3 phút sau, Ngô Bình không còn gì để sử dụng nữa, nhưng giai đoạn đỉnh cao của sát trận đã qua, uy lực của nó đã không bằng 1/3 trước đó. Đột nhiên có một bàn tay to xuất hiện giữa không trung, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật tóm lấy anh. Ngô Bình hét to một tiếng, tiên thiên mẫu phù tỏa ra hào quang rực rỡ. Những mảnh vụn của bùa đã nát trước đó đều bị hút về phía nó. Tiên thiên mẫu phù này chính là gốc của các loại bùa trong thiên hạ, trước đó hắn luôn dùng bùa là để mượn dùng uy lực khổng lồ của sát trận, đánh nát những lá bùa kia thành từng mảnh nhỏ. Vô số mảnh nhỏ lập tức vây quanh Ngô Bình, ngưng tụ thành một bùa sáng khổng lồ, bùa sáng này và hơi thở của anh hòa làm một, biến thành một thứ hình dạng chuông màu vàng. Keng! Bàn tay khổng lồ đánh xuống, chuông vàng nổ tung, bàn tay lại bị hất ngược ra ngoài. Đong đong đong. Nhưng chuông vàng không thể duy trì quá lâu, sau 4 lần, chuông kia biến mất. Lúc này uy lực của Cửu Thiên Thập Địa Tuyệt Sát Thần Kiếp đã giảm hết 90%. Ngô Bình tức giận hét một tiếng, thần anh thúc dục kiếm quang phóng lên cao hơn cả 9 tầng trời. Trên tinh không. Vô số bàn tay màu đen to lớn vươn ra định ngăn cản Ngô Bình phá vỡ cấm chế. Vạn tương hợp nhất, vạn kiếm quy tông, phá cho ta, Ngô Bình thét. Thần môn chấn động, tất cả thần thông chú pháp, bí thuật ảo thuật. Toàn bộ bùng nổ, vô số bàn tay lớn lập tức bị đánh nát. Thần anh của Ngô Bình phá tan chướng ngại, tiến vào ánh sáng. Thế giới bỗng yên tĩnh, sát trận biến mất, mây đen tan đi. Không trung, một luồng thánh quang như phóng ra từ trong vô hạn chiếu tới trên thần anh của Ngô Bình. Thần anh chí tôn mạnh mẽ của Ngô Bình đã được thánh quang tẩy lễ, bắt đầu quá trình lột xác. Thần anh biến thành vô số điểm sáng, sau đó tổ hợp lại, ngưng tụ thành một bóng người giống hệt Ngô Bình, thần hồn cao 10 vạn trượng, quanh thân có lửa cháy hừng hực, chớp quấn quanh, sấm vang rền, trong hai mắt có phủ văn lấp lóe như là thần linh chúa tể của trời đất này. Hoàn thành, anh ấy thành công rồi, Lý Thuần Như mừng rỡ. Lý Nguyên Hưng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đúng vậy, cậu ta thành công, là người đầu tiên trong thế giới này. Lúc này, thần anh của Ngô Bình đã tiến hóa thành một hình thái khác dương thần. Một hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Có được dương thần, Ngô Bình đã không cần thể xác nữa, hiện tại, thể xác đối với anh mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì sức mạnh dương thần còn mạnh hơn thần anh mấy trăm lần. Nhiều lúc, cơ thể sẽ được cất giữ trong dương thần. Dương thần Ngô Bình co lại thành kích thước bằng một người trưởng thành, cơ thể được anh cất trong thần niệm. Ngô Bình vừa bước ra, người đã đi tới trước mặt Lý Nguyên Hưng. Lý Nguyên Hưng cười nói, cậu Ngô, chúc mừng. Lý Thuần Như nói, anh Bình, anh giỏi quá, anh là người đầu tiên phá được Cửu Thiên Thập Địa Tuyệt Sát Thần Kiếp từ trước tới giờ đó. Ngô Bình mỉm cười, tốn bao lâu? Lý Thuần Như, 2 ngày. Ngô Bình ở trong sát trận chỉ cảm giác như mới trôi qua 10 phút, nhưng thực tế là bên ngoài đã 2 ngày trôi qua. Đã 2 ngày rồi sao, Ngô Bình có chút bất ngờ. Lý Thuần Như, anh Bình, chúng ta về thôi. Về tới nhà họ Lý, Ngô Bình lại truyền dạy kiếm đạo mới lĩnh ngộ được cho Lý Thuần Như. Ở tiên kiếm môn 2 ngày. Nguyệt Thanh Ảnh nán lại với Lý Thuần Như, Ngô Bình thì tạm thời rời đi. Hiện tại anh đã là thần thông tầng 10, có thể thử mở bảo tàng của Thái Nhất Môn rồi. Vào trong đại ngũ hành giới, anh truyền tiên tiên lực vào trong chìa khóa, một tia sáng xuất hiện chỉ dẫn phương hướng cho anh. Anh độn một khoảng thì thấy một quầng sáng,
Quầng sáng này vốn dĩ đã ẩn đi nhưng khi Ngô Bình cầm chìa khóa tới gần thì nó bỗng nhiên phát sáng. Ngô Bình đi vào trong quầng sáng, thấy được cánh cửa cổ xưa, anh đẩy cửa vào, người đã tiến vào thế giới khác. Anh phát hiện hiện thế giới này tràn ngập khí tức hỗn độn, anh có hơi bất ngờ, chẳng lẽ đây là thế giới hỗn độn? Qua cửa, hắn thấy một căn nhà nhỏ đang đóng. Ngô Bình mở cửa nhà, anh thấy trên chiếc bàn giữa nhà có một quyển bút ký mà trên cái ghế kế bên lại là một xác khô, đoán chừng là một người đàn ông trung niên. Ngô Bình mở bút ký, bên trong ghi chép khá nhiều thứ, anh đọc qua một lần là biết được tình huống đại khái. Hóa ra cái gọi là bảo tàng chính là thế giới hỗn độn được phát hiện này. Vì thế giới hỗn độn này vô cùng bí mật, trừ Thái Nhất Môn thì không có người nào khác biết được. Thái Nhất Môn bị các thế lực lớn cùng nhau tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn môn chủ sống sót. Môn chủ cũng tự biết ngày sống của mình không còn dài nên trước khi chết đã lưu lại bút ký, ghi chép toàn bộ những thành tựu của Thái Nhất Môn, mong người tìm tới bảo tàng sẽ xây dựng lại môn phái này. Ngô Bình thở dài, anh cúi người làm lễ với cái xác, tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ xây dựng lại Thái Nhất Môn. Trong tay xác khô có một chiếc nhẫn. Toàn bộ tài sản của Thái Nhất Môn đều nằm trong đó, Ngô Bình lấy nhẫn rồi rời khỏi thế giới hỗn độn. Kế tiếp, anh cần chuẩn bị cho chuyện của mình, việc thăm dò nơi này tạm thời sẽ không làm. Chờ anh tu thành, tiến vào đạo cảnh rồi thăm dò cũng không muộn. Ngô Bình về lại đại ngũ hành giới, anh lại đi gặp mấy người Tả Thiên Thu, sau đó trân trọng giao Thái Nhất Đạo Điển cho Mạc Thiên Sầu và Tả Thiên Thu, coi như báo đáp ân tình họ giúp đỡ trước đây. Ngồi ở Thái Chân Môn một hồi, Ngô Bình cũng tạm biệt hai người. Từ lúc anh tiến vào thiên khuyết này cũng đã được một tháng, hiện tại đã có thể đi khiêu chiến cao thủ trên bảng đại tiên. Ngô Bình thúc giục thẻ bài trong tay, quang ảnh chuyển động, Ngô Bình lập tức biến mất. Giây sau, anh đã xuất hiện trong một sân nhỏ, một người đàn ông trung niên tiến tới cười nói, cậu Ngô, tôi tên Trương Miễn, chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu tham dự khiêu chiến bảng đại tiên. Ngô Bình gật đầu, khiêu chiến bảng đại tiên cũng có người hướng dẫn à? Trương Miễn cười nói, cũng không phải, chỉ có người đứng đầu bảng tiểu tiên là cậu mới được hướng dẫn thôi. Ngô Bình, vậy ông sẽ hướng dẫn tôi cái gì? Trương Miễn, chủ yếu như là cách nâng cao tỷ lệ thắng, chọn mục tiêu khiêu chiến thích hợp. Ngô Bình, tôi muốn khiêu chiến từ hạng 300 đến 100. Trương Miễn, được. Nhưng tôi đề nghị cậu nên bắt đầu từ hạng 300. Ngô Bình, vì sao? Trương Miễn cười, một là vì nếu khiêu chiến từ thứ tự thấp nhất thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn, thêm nữa là một khi thắng, cậu sẽ nhận được phần thưởng, đương nhiên là cậu còn có thể cá cược. Ngô Bình lại không quá muốn như vậy, anh có bảo tàng của Thái Nhất Môn, giá trị hàng tỷ, không thèm đếm xỉa tới chút tiền kia, nên nói, không cần, tôi trực tiếp khiêu chiến hạng 100 luôn. Trương Miễn giật mình, cậu Ngô, cậu cũng biết là trăm hạng đầu trên bảng đại tiên gần như đều là đạo cảnh chứ. Thì sao, Ngô Bình thản nhiên, tôi muốn khiêu chiến cao thủ như vậy. Sắc mặt Trương Miễn có chút khó coi, cậu Ngô, tôi cũng nói thật với cậu, chúng tôi sắp xếp như thế là theo lệnh của bên trên. Ngô Bình nhíu mày, ý ông là ai? Trương Miễn ngạo mạn nói, đương nhiên là thế lực thành lập thiên khuyết. Ngô Bình, hóa ra thiên khuyết là công cụ kiếm tiền, không tham gia cũng chẳng sao. Nói xong, anh định rời đi, Trương Miễn sốt ruột, vội vàng nói, cậu Ngô bớt giận. Mong cậu suy xét kỹ càng, nếu đắc tội cậu thiên thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Ngô Bình vẫn không dao động, cậu thiên là ai? Trương Miễn nói, cậu thiên tất nhiên là người chịu trách nhiệm bên cá cược của thiên gia. Ngô Bình thản nhiên, tôi không có thời gian phối hợp diễn xuất với mấy người, ông muốn thì làm theo lời tôi, không thích thì tôi đi. Trương Miễn thấy Ngô Bình kiên quyết thì thở dài, cũng được, cậu đợi một lát, tôi đi sắp xếp. Trương Miễn rời đi, dọc theo một con đường đầy sương mù, tiến vào một tòa nhà, tới trước mặt một thanh niên, bất đắc dĩ nói, thưa cậu, người nọ không chịu phối hợp, vừa lên đã muốn khiêu chiến hạng 100. Người đối diện đang trải lông cho một con mèo màu trắng, 10 ngón tay thon dài, mặt trắng không râu, có vài nét khá nữ tính, âm thanh nhu mị, vậy bảo hạng 3 ra đánh thay hạng 100, cho hắn ta biết hậu quả của việc không nghe lời.
Trương Miễn nói, thưa cậu, người hạng ba nổi tiếng là tàn nhẫn, nếu hắn ra tay, người mới chắc chắn sẽ chết. Thanh niên cười nói, chết thì chết thôi, kẻ không nghe lời, giữ lại làm chi. Trương Miễn đành phải đáp, vâng, thuộc hạ lập tức thu xếp. Ngô Bình đợi khoảng một tiếng mới thấy Trương Miễn quay về, ông ta nói, cậu Ngô, tí nữa sẽ bắt đầu khiêu chiến, cậu hãy đợi ở đây, tới giờ tôi sẽ tới tìm cậu. Ngô Bình, khiêu chiến ai? Trương Miễn nhìn anh một cái rồi nói, theo yêu cầu của cậu thì là hạng 100 trên bảng đại tiên. Đối phương đi rồi, Ngô Bình đứng đợi, anh chờ gần 4 tiếng, Trương Miễn mới quay lại cười nói, cậu Ngô, chuẩn bị cả rồi, cậu có thể lên đánh bất cứ khi nào. Ngô Bình không muốn tốn thêm thời gian, vậy bắt đầu luôn đi. Trương Miễn mở ra một cánh cửa phòng, cậu Ngô, vào là sẽ thấy võ đài ngay. Ngô Bình phát hiện khắp nơi này đều là loại cửa truyền tống, đây là một loại trận pháp truyền tống, cũng không phải thời không bình thường. Anh đẩy cửa ra, quả nhiên là thấy ngay một võ đài khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung đằng sau cánh cửa. Giống với lần trước, chung quanh có mây mù lượn lờ, loáng thoáng thấy được rất nhiều người xem. Đứng ở cửa, Ngô Bình hỏi, bên ngoài náo nhiệt nhỉ, đều là người tham gia cá cược phải không? Trương Miễn cười nói, đúng vậy. Hơn nữa, chỉ có khách quý mới được xem cuộc chiến. Ngô Bình, tôi có thể tham gia cái này không? Trương Miễn, tất nhiên có thể. Nhưng mà hạn mức cá cược khá cao, thấp nhất cũng phải 100 tỷ tiền đại đạo. Ngô Bình, người có tiền cũng nhiều nhỉ, làm sao để tham gia? Trương Miễn, cậu lên võ đài thì sẽ có người đến giúp đỡ. Ngô Bình gật đầu, đi vào rồi bay lên võ đài. Anh vừa đáp đất thì một tu sĩ mập đi tới, mặt mày phúc hậu, cười ha hả chào anh, chào cậu, nghe nói cậu cũng muốn tham gia cá cược. Ngô Bình, đúng vậy. Tu sĩ mập, thưa cậu, vì cậu khiêu chiến người trong 100 hạng đầu mạnh nhất của bảng đại tiên nên tỷ lệ cược sẽ rất cao, trước là 1:9, sau đó sẽ có thay đổi nhưng tỷ lệ chỉ dao động từ 1:8 đến 1:10. Ngô Bình, có hạn chế tiền cược không? Tu sĩ mập giật mình rồi khẽ nói, tối đa là 15.000 tỷ tiền đại đạo. Vậy tôi đặt 15.000 tỷ, Ngô Bình nói. Nếu tỷ lệ là 1:8 thì 15.000 tỷ sẽ biến thành 120.000 tỷ tiền đại đạo. Tu sĩ mập giật thót, hắn ta không ngờ Ngô Bình lại mang theo nhiều tiền như vậy. Nên biết là những người coi võ đài đều là các thế lực lớn, nhưng số người có thể lấy ra 15.000 tỷ cũng không bao nhiêu, thường chỉ có mấy nghìn tỷ mà thôi. Hắn ta lấy ra khế ước, để Ngô Bình ký tên ngay tại chỗ, sau đó Ngô Bình giao ra 15.000 tỷ tiền đại đạo. Cảnh này bị những khán giả chung quanh nhìn thấy hết, họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Mấy người có thấy không vậy? Cái tên bảng tiểu tiên kia cược bản thân thắng, lấy ra được 15.000 tỷ luôn á. Chậc chậc, hiện tại, tu sĩ bên dưới giàu có tới thế à? Dù sao hắn cũng là người đứng đầu bảng tiểu tiên. Có chút tiền cũng đâu có gì lạ. Chỉ là đáng tiếc, hắn muốn khiêu chiến hạng 100 kìa. Hạng 100 thôi mà, chẳng lẽ người này có gì đặc biệt? Mọi người chưa biết sao. Sau lưng hắn không có chỗ dựa, trận này sẽ thua thôi. Những người còn lại đều hiểu, hóa ra là một mình tới, vậy thì chết chắc rồi. Ngô Bình ở trên võ đài chờ nửa tiếng, tu sĩ mập mới quay lại, thưa cậu, tỷ lệ cược đã. Được xác định, 1:8, 6. Ngô Bình gật đầu hỏi, khi nào bắt đầu? Tu sĩ mập, lập tức. Tu sĩ mập vừa đi thì một tia sáng rơi xuống, vị trí khác của võ đài đã có người. Kẻ kia mang sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt là tia khinh miệt. Nhìn kẻ nọ Ngô Bình chỉ biết đối phương dịch dung, gương mặt thật không phải như thế. Anh biết, e rằng có kẻ cố tình gài mình. Người tỉ thí với anh hiện tại có thực lực vượt xa hạng 100 bảng đại tiên. Nhưng Ngô Bình cũng không để bụng, anh đến đây vốn là để khiêu chiến cao thủ đứng đầu bảng đại tiên, ai quan tâm đối phương có thứ tự thế nào, anh đánh tất, hơn nữa còn sẽ đả bại đối phương. Sự tự tin này bắt nguồn từ thực lực mạnh mẽ và dương thần chí tôn mới ngưng tụ khi vừa đột phá đại thần kiếp. Ngô Bình nhìn đối thủ, anh không cần che giấu thực lực, thi triển thực lực của đạo cảnh tầng 3 ra đi. Người kia giật mình, anh biết tu vi của tôi.
Ngô Bình bình thản, tôi còn biết anh không phải hạng 100 nữa kìa. Đối phương cười lạnh, người sắp chết thì nói nhiều vậy làm gì? Ngô Bình quán quân bảng tiểu tiên khu Thanh Long khiêu chiến Thạch Dã hạng 100 bảng đại tiên. Dứt lời, tay Thạch Dã bỗng vươn ra trước, Ngô Bình cũng cảm giác được một sức mạnh khá lợi hại đang nhắm vào ngực, vị trí trái tim của mình. Anh không hề hoang mang, nhẹ nhàng tránh đi một chảo kia, sức mạnh đối diện tức khắc vỡ vụn. Sau đó, anh cũng vươn một chảo, ngực, bụng của Thạch Dã bị mở bung ra ngay tại chỗ, tim gan phèo phổi đều lòi hết ra ngoài, rớt xuống đất. Sau một giây ngẩn ngơ, người này hét một tiếng thảm thiết. Ngô Bình vừa sử dụng một loại thần thông thượng cổ kỳ dị, có thể sao chép thần thông của đối phương, đồng thời gia tăng uy lực lên gấp mấy lần, từ đó đánh chết đối thủ. Anh vừa sao chép chiêu đào tim của đối thủ, kết quả là giết đối thủ chỉ trong giây lát. Hiện trường bỗng dưng yên tĩnh, chẳng ai ngờ được Ngô Bình lại chỉ dùng một chiêu là đánh chết hạng 100. Trên khán phòng, một thanh niên đứng bật dậy, là cậu Thiên kia. Người ra trận là cao thủ mạnh nhất của hắn, vì để ngụy trang thành hạng 100, tên kia còn cố ý áp chế tu vi. Nhưng hành động này lại hại chết chính chủ khi hắn ta bị Ngô Bình đánh chết tươi. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sau khi Ngô Bình đánh chết đối thủ, một giọng nói vang lên, Ngô Bình thắng. Ngô Bình, tôi có điều muốn nói. Giọng nói đi. Ngô Bình, người trước mặt tôi không phải là Thạch Dã thật, nói xong anh đi tới trước mặt Thạch Dã, đá lên người hắn ta vài cái, thân hình người này thay đổi, biến thành một dáng vẻ hoàn toàn khác. Sau khi thấy... Mọi người thẳng thốt, hắn là Liễu Vọng Tinh đứng thứ ba trên bảng đại tiên mà. Đúng là Liễu Vọng Tinh, nói vậy người bị Ngô Bình đánh bại là người xếp thứ ba trên bảng đại tiên rồi. Ngô Bình, người đó là ai? Chắc mọi người đều quen hắn ta. Giọng nói đó, người đó là người xếp thứ ba trên bảng đại tiên, Liễu Vọng Tinh. Ngô Bình, nói như vậy thì người bị tôi đánh bại là người thứ ba trên bảng đại tiên. Vậy phải tặng cho tôi phần thưởng khi đánh bại được người xếp thứ ba trên bảng đại tiên mới đúng chứ? Được, vậy thì tính theo mức đánh bại được người thứ ba. Đối phương biết lỗi sai thuộc về ban tổ chức nên liền đồng ý ngay. Cậu chủ Thiên đó nghiến răng, gằn từng chữ với vẻ mặt rất khó coi, xử hắn ta cho tôi ngay. Một người bên cạnh hắn ta đứng lên, lạnh lùng nói, cậu chủ yên tâm, hắn ta dám làm vậy thì đã là tự tìm đường chết. Tôi sẽ không để hắn ta sống sót rời khỏi đây đâu. Sau đó có người đưa tiền thắng cược cho Ngô Bình, 129.000 tỷ tiền đại đạo. Đương nhiên, phần thưởng dành cho người đánh thắng được người xếp thứ ba cũng rất nhiều, bao gồm 100.000 tỷ tiền đại đạo và một chiếc áo pháp khí đạo cảnh. Ngoài ra anh sẽ còn thay thế Liễu Vọng Tinh, trở thành người xếp thứ ba trên bảng đại tiên. Hơn nữa, anh còn có thể tiếp tục thách thức hai người phía sau. Ngô Bình nhận lấy tiền rồi cao giọng nói, có người muốn mượn tay người xếp thứ ba giết chết tôi trên võ đài, tôi cần Thiên Khuyết cho tôi một câu trả lời về chuyện này, nếu không thì uy tín của Thiên Khuyết để đâu. Hội trường bắt đầu có người bàn luận, đúng vậy, đối phương làm như vậy đã phá hỏng quy tắc, làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Một người trung niên tóc bạc xuất hiện trên võ đài, lớn tiếng nói, các vị. Nhà họ Thiên nhất định sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng về chuyện ngày hôm nay. Ngô Bình hỏi, ông là ai? Người đàn ông trung niên nói, tôi là quản gia của nhà họ Thiên Thiên Phong. Ngô Bình, nhất định là ông biết được người đứng phía sau là ai, tôi hy vọng ông sẽ giao hắn ta ra. Thiên Phong nghe vậy thì bất giác cười khẩy, giao ra sao? Chỉ với câu nói này của cậu hả? Ngô Bình, ông không giao ra cũng được. Vậy chứng tỏ nhà họ Thiên bao che cho kẻ có lỗi, làm sai mà lại không bị phạt, nhất định chuyện này sẽ còn xảy ra nữa. Sau này, còn có ai tin tưởng để nhà họ Thiên các ông làm nhà cái cược võ đài? Còn ai tin vào tính công bằng của Thiên Khuyết nữa? Thiên Phong giận dữ, hỗn láo, nhà họ Thiên là để cậu phê bình sao? Cậu thật to gan. Ngô Bình, sao hả? Làm sai mà còn không cho người khác nói à? Nhà họ Thiên các ông uy phong thật đấy. Cuối cùng thì cậu chủ Thiên đó cũng không ngồi yên được nữa, hắn ta nhảy ra võ đài, chỉ vào mặt Ngô Bình, nói từng chữ một, mày là cái thá gì, là tao muốn giết chết mày đó, thì đã sao, không phục à? Người đó ngông cuồng tột độ,
hoàn toàn không xem Ngô Bình ra gì. Ngô Bình thở dài, nói, xem ra là nhà họ Thiên các người đã âm thầm giở trò với võ đài, không biết đã lén kiếm chát được bao nhiêu rồi, cũng không biết đã có bao nhiêu người vì sự vô sỉ của các người mà thua đến trắng tay. Mọi người ở hội trường ai cũng khó chịu, sở dĩ họ chịu bỏ ra mấy nghìn tỷ, mấy trăm tỷ là vì họ tin tưởng nhà họ Thiên. Nhưng chuyện này khiến họ nghi ngờ những trận cá cược trước đây, giống như những gì Ngô Bình nói. Trước đây nhà họ Thiên đã bày ra bao nhiêu vụ việc tương tự thế này rồi, kiếm được bao nhiêu tiền của họ. Nhà họ Thiên nhất định phải cho chúng tôi câu trả lời. Không sai, từ đầu đến giờ tôi đã cược 8.000 tỷ tiền đại đạo ở đây, các người đã dùng thủ đoạn tương tự ăn chặn bao nhiêu tiền rồi. Tôi rất nghi ngờ. Tôi cũng từng thua hơn 3.000 tỷ, nhà họ Thiên các người nhất định phải trả hết lại toàn bộ, nếu không thì nhà họ Thiên các người. Không xong với tôi đâu. Thiên Phong thấy sự việc sắp mất kiểm soát thì nóng ruột, ông ta cũng không quan tâm đến Ngô Bình nữa, vội nói các vị bớt giận, tôi đã nói rồi, nhất định nhà họ Thiên sẽ cho mọi người một câu trả lời. Ngô Bình, nếu như muốn có câu trả lời thì hãy cho tôi câu trả lời trước đi, vì nếu như tôi không đủ thực lực thì bây giờ tôi đã chết trên võ đài rồi. Cậu chủ Thiên tức đến trợn tròn mắt, nói với vẻ nham hiểm, nhóc con. Mày biết mà đang làm gì không? Ngô Bình cười khẩy, anh chính là cậu chủ Thiên đúng không? Trước đây phái người bảo tôi nghe theo sự sắp xếp của các người, giúp các người kiếm tiền nhưng tôi không nghe, nên anh muốn hại chết tôi. Ha ha, các người kiếm tiền nhờ Thiên Khuyết theo cách này sao? Cậu chủ Thiên tức giận, nói, mày muốn chết mà. Hắn ta nói xong thì đưa tay ra tóm lấy Ngô Bình. Hắn ta là cậu chủ của nhà họ Thiên. Đương nhiên thực lực rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể bì được với thiên kiêu siêu cấp trên bảng đại thiên, vì vậy, theo Ngô Bình thấy thì đòn đó của hắn ta có rất nhiều sơ hở. Học! Ngô Bình đấm lên mặt hắn ta làm móp cả mặt, răng cũng gãy hết. Thiên Phong giận dữ, hỗn láo, sau đó cũng ra tay với Ngô Bình. Sau khi Ngô Bình ngưng tụ dương thần thì có thể giết được tu sĩ bình thường mà không cần phải mượn ngoại lực. Thiên Phong đó chỉ là đạo cảnh tầng 4, sao có thể là đối thủ của Ngô Bình? Ngô Bình đấm bay Thiên Phong, sau đó đưa chân giẫm lên đầu ông ta, lạnh lùng nói, đồ rác rưởi, dám ra tay với tôi, ai cho ông dũng khí đó vậy? Dừng tay! Một người đàn ông xuất hiện trên võ đài không biết từ lúc nào. Cậu chủ Thiên bị đánh tả tơi nhìn thấy người đó thì vội nói, cha, tên này đánh con. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu chủ Thiên liền cúi đầu, không dám nói gì thêm. Người đàn ông nhìn sang Ngô Bình, nói, tôi là gia chủ nhà họ Thiên, Thiên Thắng Huy. Chuyện này đúng là lỗi của nhà họ Thiên, cậu muốn thế nào? Ngô Bình, rất đơn giản, cho nhà họ Thiên các người hai sự lựa chọn, một là bồi thường cho tôi một khoản tiền, cũng không cần nhiều, tôi chỉ cần 1.000 tỷ tiền đại đạo thôi. Lựa chọn thứ hai là để cậu chủ Thiên lên võ đài đánh với tôi một trận công bằng, không màn sống chết. Cậu chủ Thiên tái mặt, 1.000 tỷ là con số quá lớn, nhưng bảo hắn ta lên võ đài thì hắn ta lại không dám. Lúc nãy Ngô Bình vừa ra tay thì hắn ta đã biết mình không phải đối thủ của anh, nếu phải lên võ đài thật thì hắn ta sẽ chết chắc. Thiên Thắng Uy lạnh lùng đáp, được, cho cậu 1.000 tỷ. Ông ta quăng túi tiền qua cho anh. Ngô Bình liếc nhìn sơ số lượng rồi lạnh lùng đáp, được, chuyện này kết thúc ở đây, tôi sẽ không truy cứu nữa. Xin gia chủ Thiên để tôi về, tôi sợ ở lại đây thì nhà họ Thiên các ông sẽ trả thù tôi. Thiên Thắng Uy chỉ tay, một cánh cửa liền xuất hiện trước mặt Ngô Bình, ông ta nói, cậu có thể đi được rồi. Ngô Bình chắp tay chào mọi người xung quanh, các vị, hẹn gặp lại. Anh nói xong thì đi vào trong. Sau khi vào trong cửa thì anh đã ra khỏi Thiên Khuyết. Anh ra khỏi Thiên Khuyết thì lập tức quay về núi Nguyên Thủy, tìm gặp Giang Sơ Nhan, hỏi về tình hình của nhà họ Thiên. Giang Sơ Nhan nghe anh đắc tội với nhà họ Thiên thì chợt thấy lo lắng, nói, nhà họ Thiên là một thế lực siêu mạnh nằm trên cả tiên giới, mặc dù Nguyên Thủy Sơn lớn mạnh nhưng phần lớn sức ảnh hưởng lại bị giới hạn bởi Nguyên Thủy Tiên Giới. Ra khỏi Nguyên Thủy Tiên Giới, ở địa bàn của người khác thì cũng sẽ không quá ngông cuồng. Nhưng nhà họ Thiên thì khác, nhà họ Thiên là thế lực siêu cấp, vượt ngoài tiên giới, ở rất nhiều tiên giới đều có sức ảnh hưởng lớn.
Nói trắng ra, họ cao hơn Nguyên Thủy Sơn một bậc. Ngô Bình, nhà họ Thiên có cao thủ cảnh giới hỗn độn sao? Giang Sơ Nhan, chắc chắn có, hơn nữa, ở thế giới hỗn độn, nhất định nhà họ Thiên có địa bàn của riêng mình. Có điều cao thủ hỗn độn sẽ không ra tay với những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nhưng nhà họ Thiên cùng có rất nhiều cao thủ đạo cảnh tầng 10, thực lực tổng thể mạnh hơn nhiều so với Nguyên Thủy Sơn. Ngô Bình khẽ thở dài, xem ra tôi phải đề phòng nhà họ Thiên. Giang Sơ Nhan, công tử có dự định gì? Ngô Bình, tôi muốn đưa người nhà tôi đến một nơi an toàn, chỉ cần họ an toàn, tôi không còn gì lo lắng cả. Giang Sơ Nhan, vậy an toàn của công tử thì thế nào? Ngô Bình cười nói, dù đối phương là tầng 7 đạo cảnh, tôi cũng có thể chạy thoát, tôi không sợ chúng đối phó với tôi. Giang Sơ Nhan, nếu là như thế thì tôi có ý này. Ngô Bình hỏi, ý gì? Giang Sơ Nhan, mặc dù chuyện này khiến nhà họ Thiên rất khó chịu nhưng họ chắc sẽ không làm lớn chuyện, cùng lắm là họ sẽ âm thầm sát hại công tử. Nếu như thế, công tử có thể đưa người nhà đến không gian tầng 2 trong Nguyên Thủy Tiên Giới. Ngô Bình, còn có không gian tầng thứ 2. Giang Sơ Nhan cười nói, thật ra ban đầu Nguyên Thủy Tiên Giới là do Nguyên Thủy Đạo Quân tạo ra, cũng chính là không gian mà chúng ta đang ở bây giờ. Sau đó tiến cảnh giới hỗn độn thì cơ bản đã mở ra không gian tầng thứ 2, được gọi là Nguyên Thủy Thượng Cảnh, tương ứng, nơi chúng ta đang ở gọi là Nguyên Thủy Hạ Cảnh. Ngô Bình, những người sống ở Nguyên Thủy Thượng Cảnh đều là các nhân vật tầm cỡ sao? Giang Sơ Nhan lắc đầu, không hẳn, chẳng qua chỉ là môi trường ở Thượng Cảnh tốt hơn nên càng dễ có thiên tài. Theo thời gian, nơi đó sinh ra rất nhiều thế lực siêu cấp. Tất nhiên bất kể thế lực có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với sức ảnh hưởng của Nguyên Thủy Sơn. Thượng cảnh cũng có một Nguyên Thủy Sơn. Giang Sơ Nhan, Nguyên Thủy Sơn là cách gọi của người bên ngoài, nội bộ chúng ta gọi là Thượng Phủ và Hạ Phủ. Chúng ta là Hạ Phủ, Nguyên Thủy Thượng Cảnh là Thượng Phủ. Thượng Phủ và Hạ Phủ không nối liền với nhau nhưng về mặt thực lực thì Thượng Phủ mạnh hơn. Ngô Bình, hai bên có liên hệ với nhau nhiều không? Giang Sơ Nhan, không hẳn là nhiều, chỉ có khi có chuyện trọng đại, hai bên mới gặp mặt nhau, thật ra anh có thể hiểu là hai tông môn có mối quan hệ họ hàng. Ngô Bình gật đầu, nói như thế, bên Thượng Phủ chưa chắc sẽ nhận ra thân phận của tôi. Giang Sơ Nhan, cũng không thể nói là không nhận ra, chẳng qua sẽ không xem anh là người nhà của mình. Đương nhiên, nếu công tử có thể vượt qua vài lần đánh giá của Thượng Phủ thì cũng sẽ có địa vị phi thường, được Thượng tôn trọng. Ngô Bình cười khổ, đứng thứ 3 trên bảng đại tiên cũng không được sao. Giang Sơ Nhan, đương nhiên là được nhưng vẫn chưa đủ. Người được kính trọng nhất bên Thượng Phủ thật ra là thầy luyện đan, vì Thượng Phủ có rất nhiều dược liệu nên được gọi là trấn thuốc. Thật ra Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng là một thầy luyện đan, thế nên Thượng Phủ vẫn luôn coi trọng thầy luyện đan. Ngô Bình, thật kỳ lạ, tại sao Hạ Phủ không có nhiều thầy luyện đan? Giang Sơ Nhan, Thượng và Hạ có sự khác biệt, hơn nữa Thượng Phủ cũng không mong Hạ Phủ vượt qua họ về mặt này. Ngô Bình, xem ra tôi phải đến Nguyên Thủy Thượng Cảnh một chuyến. Giang Sơ Nhan, vừa lúc tôi theo lệnh đến Thượng Cảnh mua đan dược, đi cùng đi. Ngô Bình, đi mau đan dược sao? Đan dược ở Hạ Phủ đều được mua từ Thượng Phủ à? Giang Sơ Nhan, đan dược cao cấp một chút đa phần đều đến từ Thượng Phủ, dù sao cũng là cùng huyết thống. Giá cả sẽ rẻ hơn một chút. Ngô Bình, lần này cô muốn mua đan dược thế nào? Giang Sơ Nhan, số lượng khá lớn, tôi sang đó đặt trước, phải mất khoảng nửa năm mới có thể cung ứng toàn bộ đan dược, hơn nữa bình thường rất khó giao toàn bộ. Không thể giao toàn bộ. Giang Sơ Nhan gật đầu, bình thường bọn tôi muốn lấy 1.000 viên thì Thượng Phủ cũng chỉ giao có 600-700 viên. Ngô Bình, xem ra đan dược cao cấp không cần lo vấn đề bán ra. Giang Sơ Nhan, đúng thế, vì nếu bán nó ở nơi khác, giá sẽ cao hơn một nửa so với khi bán cho Hạ Phủ, thế nên có những người ở Thượng Phủ sẽ kiếm lời từ trong đó, bán lại những viên thuốc vốn định bán cho chúng tôi cho các thế lực khác. Ngô Bình, nghe ý của cô thì mặc dù Thượng Phủ không muốn nhưng vẫn phải bán đan dược cho Hạ Phủ. Giang Sơ Nhan, đây là nguyên tắc đã có từ lúc đầu, mặc dù Thượng Phủ không muốn nhưng cũng phải làm thế,
nếu không là làm trái tổ huấn. Ngô Bình, cô cho tôi xem đơn hàng, nếu có thể thì viện đan đạo chúng ta sẽ nhận toàn bộ đơn hàng này. Mắt Giang Sơ Nhan sáng lên, lấy một đơn hàng ra cho Ngô Bình xem. Anh đọc lướt qua rồi nói, chỉ cần có đủ dược liệu thì tôi có thể cung ứng đan dược trong này. Giang Sơ Nhan cười nói, vậy chúng ta không đi đặt đan dược nữa, đi đặt dược liệu, thế nào? Ngô Bình, ừ, trước đó tôi vẫn còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể vực dậy viện đan đạo, đơn hàng này của cô đến thật đúng lúc. Giang Sơ Nhan, thật ra đây không phải là chuyện tôi làm, chỉ là tôi được đính hôn với công tử nên các trưởng lão mới cho tôi cơ hội lần này. Thật ra các trưởng lão cũng nghẹn một bụng tức, mong đan dược của viện đan đạo có thể vượt qua thượng phủ. Hai người bàn bạc với nhau, buổi chiều đế nguyên thủy thượng cảnh. Lối vào của nguyên thủy thượng cảnh là một tòa cổng rất lớn, Ngô Bình bước đến trước đó thì nhìn thấy có không ít người đi ra đi vào, khá náo nhiệt. Ngô Bình nói, đây là lối ra vào duy nhất của hai bên sao. Còn hai cổng nữa, ở nơi khác, chúng ta đi thôi. Đến tòa cổng, Giang Sơ Nhan chỉ trình thân phận của mình ra là được phép thông qua. Đi qua 6 tầng, là một con đường bình thường làm bằng thủy tinh, đi được mười mấy bước, phía trước có luồng sáng. Bước vào luồng sáng thì phát hiện bên ngoài là một tòa cổng khác. Khí tức nơi này rõ là khác với hạ cảnh, trong không khí có từng khí tức hỗn độn, xem ra sau khi nguyên thủy đạo tôn lĩnh ngộ hỗn độn, trong không gian thứ hai mới mở này cũng có năng lượng hỗn độn. Mắt Ngô Bình sáng lên nói, nơi này đúng là tốt hơn hạ cảnh nhiều, không hổ là thế giới linh đài cho đại tài hỗn độn mở ra. Lúc này phía trước có mấy tu sĩ phụ trách kiểm tra người đi vào, sau khi nhìn thấy Giang Sơ Nhan, một người trong đó lập tức bước đến cười hỏi, cô Giang đến rồi, lần này có nhiệm vụ gì à? Giang Sơ Nhan nói, sư huynh Dương, chúng tôi nghe theo lệnh đến mua một chút dược liệu. Vị sư huynh Dương này tỏ ra nịnh bợ cười nói, cô Giang, phía sau là phòng nghỉ của chúng tôi, đến đó ngồi một lát đi. Giang Sơ Nhan, không làm phiền đâu, tôi và Ngô công tử còn có việc phải làm. Sư huynh Dương này nhìn Ngô Bình, nói, nhìn có vẻ lạ, tên gì đấy? Ngô Bình nói, Ngô Bình, viện chủ viện đan đạo ở núi Nguyên Thủy. Đối phương sửng sốt, sau đó bật cười, viện đan đạo. Anh đùa tôi đấy à? Hạ phủ các anh có viện đan đạo từ bao giờ thế? Ngô Bình, vừa mới xây dựng, do tôi toàn quyền phụ trách. Sư huynh Dương nhìn Ngô Bình đánh giá rồi hỏi, anh là thầy luyện đan? Giang Sơ Nhan, viện chủ Ngô không chỉ là thầy luyện đan giỏi, mà còn là cường giả đứng thứ ba bảng đại tiên. Sư huynh Dương này khiếp sợ đến mức lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cao thêm vài tông, đứng thứ ba bảng đại tiên. Giang Sơ Nhan, đúng thế. Sư huynh Dương cúi người xuống, cười nói, viện chủ Ngô thực sự rất lợi hại, mời anh qua, hắn vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh. Cấp bậc như Ngô Bình không phải là thứ mà một gác cổng nhỏ bé như hắn có thể đắc tội, cho dù là cấp trên của hắn đứng trước mặt vị này thì cũng chỉ rất nhỏ bé. Ngô Bình và Giang Sơ Nhan đi tới, người trẻ tuổi bên cạnh sư huynh Dương hỏi, anh Dương. Người đứng thứ ba trên bảng đại tiên rất lợi hại à? Sư huynh Dương nhìn hắn ta hỏi, thế đạo cảnh tầng 8 có lợi hại không? Người này nói, đương nhiên là có, dù thượng phủ có nhiều cao thủ nhưng đạo cảnh tầng 8 cũng có được bao nhiêu người. Sư huynh Dương, người ta có thể dễ dàng giết đạo cảnh tầng 8 đó, cậu nói coi có lợi hại không? Người này nghe xong, trên trán toát mồ hôi lạnh, chém giết được cả cường giả đạo cảnh tầng 8. Đúng là đáng sợ. Kiểm tra xong, hai người Ngô Bình bay lên không. Bay được một khoảng, phía trước mặt họ xuất hiện một thành thị khá lớn. Ngô Bình hỏi, Sơ Nhan, đây là nơi nào? Giang Sơ Nhan, thành thị nhỏ thế này thì có rất nhiều ở thượng cảnh. Ngô Bình, trong không khí tràn ngập mùi dược liệu, nơi này có không ít dược liệu nhỉ, chúng ta xuống xem một chút đi. Giang Sơ Nhan gật đầu, cũng được. Tuy nơi này không phải là nơi tập kết dược liệu chính nhưng vẫn có chút danh tiếng. Cô nói cho Ngô Bình biết thành này tên là thành Kim Ngưu, trước khi thành này được xây dựng thì từng có một con trâu vàng khổng lồ hiện ra gần đó. Đi vào đường phố thành Kim Ngưu, Ngô Bình thấy ngựa xe như nước, người đi trên đường hầu hết có thể chất và thiên phú mạnh hơn người của nguyên thủy hạ cảnh khá nhiều,
điều này xảy ra là do chịu ảnh hưởng của khí tức hỗn độn. Hai người nhanh chóng vào một cửa hàng dược liệu, chọn lựa dược liệu có sẵn, đặc biệt ưu tiên những loại cần thiết cho việc luyện đan. Đây là cửa hàng dược liệu lớn nhất của thành này, trừ vài loại có sẵn thì còn có danh sách ghi chép trên một tấm bảng bằng ngọc. Khách mua chỉ cần ghi dược liệu mình cần lên tấm bảng, sau đó trên bảng sẽ xuất hiện số lượng và giá cả tương ứng với dược liệu đó. Ngô Bình nhìn một chút rồi hỏi nhân viên, tiểu nhị, gọi ông chủ các người ra đây. Tiểu nhị nhìn Ngô Bình thấy anh rất có khí thế thì biết không phải nhân vật tầm thường, lập tức đáp vâng, xin quý khách chờ chút. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, chắp tay từ xa, quý khách có gì cần dặn dò. Ngô Bình đưa danh sách dược liệu đã chuẩn bị trước cho đối phương, mong ông chủ xem thử, đây là những dược liệu tôi cần. Ông chủ coi qua, bên trên viết tên của hơn 700 loại, ông ta cười nói, cửa hàng nhỏ này có thể cung cấp toàn bộ, quý khách không cần đi đến cửa hàng khác tìm đâu ạ. Ngô Bình, không thành vấn đề, cho tôi giá cả của chúng luôn. Ông chủ, quý khách cần bao nhiêu? Ngô Bình, số lượng khá nhiều, nhiều nhất là 10.000 cây mỗi loại. Dù không đủ 10.000 thì chúng tôi cũng mua hết. Ông chủ mừng rỡ, biết đã gặp khách hàng lớn nên vội nói, được, xin quý khách chờ một lát, tôi lập tức đi chuẩn bị. Ông chủ mời hai người đến phòng cho khách nghỉ ngơi uống trà, mình thì đi làm việc, chuẩn bị dược liệu cho hai người. Giang Sơ Nhan có chút khó hiểu, công tử, mua hết ở đây à? Sao không tới chợ đầu mối dược liệu lớn hơn? Ngô Bình, chúng ta mua đa phần là loại quý giá, số lượng có hạn. Chúng ta mua nhiều, thượng phủ sẽ bị thiếu, nên là chỉ có thể mua cho đủ thôi, tránh cho việc giá cả sẽ bị đội lên. Giang Sơ Nhan, vẫn là công tử nghĩ chu đáo nhưng quy mô cửa hàng này có hạn, có lẽ sẽ phải đợi lâu. Ngô Bình, lâu một chút cũng không sao, vì quy mô có hạn nên tạm thời sẽ không khiến đám dân buôn chú ý. Một lát sau, ông chủ quay lại cười nói, tôi đã liên lạc cho mấy tiệm lớn, họ đang gấp rút giao dược liệu tới. Ngô Bình hỏi, cần tốn bao lâu? Ông chủ, cũng sắp tới giờ cơm tối, chúng ta vừa ăn vừa chờ được không? Ăn xong thì dược liệu cũng đã đưa tới. Ngô Bình, phiền ông chủ tốn kém rồi. Quý khách khách sáo quá, cậu đến chỗ chúng tôi mua dược liệu là đã cho chúng tôi cơ hội làm ăn rồi, ông chủ vội đáp. Ông chủ mời Ngô Bình và Giang Sơ Nhan tới tửu lầu đối diện, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thức ăn nơi này khác với hạ cảnh, hương vị độc đáo, Ngô Bình ăn không dừng miệng. Ăn cơm xong thì họ uống trà, dược liệu liên tục được đưa tới. Ông chủ nói, quý khách, vì nhiều loại dược liệu phải gom gấp nên cần trả tiền mặt, cửa hàng đang không có nhiều tiền mặt như thế nên không biết quý khách có thể trả trước một chút không? Ngô Bình cũng thoải mái, không thành vấn đề. Cứ thế, tiền trao cháo mốc, tổng ngạch là 58.000 tỷ tiền đại đạo. Tới khi trời tối, toàn bộ dược liệu đã đủ, Ngô Bình cất toàn bộ rồi đi về với Giang Sơ Nhan. Ra khỏi cửa hàng, Giang Sơ Nhan cười nói, hiện tại chúng ta về à? Ngô Bình, không cần gấp gáp, nếu đã tới đây thì tôi muốn đi tham quan xung quanh. Nếu hoàn cảnh tốt, tôi muốn đón người nhà tới nơi này ở. Giang Sơ Nhan nói, nguyên thủy hạ cảnh có phúc địa, động thiên, thượng cảnh này cũng thế. Nhưng động thiên ở đây được gọi là thánh địa, thần thổ, thượng phủ nằm ở một thánh địa gọi là thực thủy thánh địa. Anh có thể đón người nhà tới thánh địa hay thần thổ để ở. Ngô Bình, vậy thánh địa nơi này chắc cũng giống động thiên ở nguyên thủy hạ cảnh nhỉ, toàn bộ đều bị các thế lực chiếm giữ à? Giang Sơ Nhan gật đầu, đúng vậy, dù là ở đâu thì những người mạnh nhất luôn là những kẻ chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Nhưng sức ảnh hưởng của thượng phủ vượt xa hạ phủ cần dựa vào sự thống trị của hoàng triều, thượng phủ lại có thể trực tiếp thống trị tất cả các thế lực, dù lớn hay nhỏ thì đều phải nộp thuế cho thượng cung. Ngô Bình, vậy cô cảm thấy nơi nào hợp để định cư? Giang Sơ Nhan nghĩ ngợi rồi đáp, tôi cảm thấy nơi thích hợp để định cư là Vạn Phúc Thần Thổ, một trong bốn đại thần vực. Vạn Phúc Thần Thổ sinh ra rất nhiều thiên tài và nhân vật lớn, hơn nữa, thế lực cai trị nơi này rất lương thiện, dân địa phương có cuộc sống sung túc, không lo cơm áo gạo tiền, là vùng đất lành hiếm thấy. Ngô Bình nghe xong thì mắt sáng lên, không tệ,
vậy tới Vạn Phúc Thần Thổ xem một chút đi. Giang Sơ Nhan, Vạn Phúc Thần Thổ có một điểm tốt, chỉ cần là người có tài có đức thì sẽ được cấp một nơi an cư. Ngô Bình hứng thú hỏi, thế nào là có đức, thế nào là có tài? Giang Sơ Nhan, có đức là chỉ đạo đức cao quý, họ hàng hay hàng xóm đều lương thiện, người người ở quanh đó 500 dặm đều khen ngợi, người như vậy mới được gọi là có đức hạnh. Có tài đơn giản hơn, chỉ cần sở hữu năng lực nào đó vô cùng xuất sắc thì là có tài, ví dụ như có luyện đan hay thiên phú tu hành cao, hoặc y thuật phi phàm này nọ. Ngô Bình cười nói, xem ra thân phận thầy luyện đan của tôi có tác dụng rồi. Giang Sơ Nhan đề nghị, Vạn Phúc Thần Thổ có tổ chức chuyên để khảo hạch trình độ thầy luyện đan, anh có thể đi tới đó để khảo hạch, lấy được danh hiệu thầy luyện đan kim đỉnh. Nhờ đó anh sẽ được vô số người kính ngưỡng. Ngô Bình muốn nhanh chóng sắp xếp cho người nhà nên tuy trời đã tối, anh vẫn đi suốt đêm tới Vạn Phúc Thần Thổ. Vạn Phúc Thần Thổ có diện tích tương đương Thần Châu, nhưng hoàn cảnh sống tốt hơn nhiều. Nơi này non xanh nước biếc, linh dược khắp nơi, trong đồng ruộng đều là linh mễ, dân chúng sung túc nên có nhiều thời gian tu hành và học tập các kỹ năng. Mọi ngành nghề của Vạn Phúc Thần Thổ đều phát đạt như luyện kim, luyện đan, đúc khí, chế bùa. Ra đời rất nhiều nhân tài. Hai người đi đến một thành trấn không lớn lắm với dân số mấy trăm nghìn người, được vài thôn làng bao bọc xung quanh. Màn đêm buông xuống nhưng cuộc sống về đêm trong thành phố cực kỳ phong phú, có không ít người tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, đánh bài, nhảy múa. Ngô Bình cười nói, cuộc sống của con người nơi này quả thật rất an nhàn. Anh biến thành một ông lão, lảo đảo bước đi trên con phố. Đột nhiên anh nghiêng người ngã xuống đất rồi bất động. Có mấy người đang đánh bài ở cách đó không xa vội vàng chạy đến, đỡ anh dậy, sau đó nhỏ giọng gọi anh. Ông cụ, ông không sao chứ, một người trong đó hỏi. Ngô Bình mở mắt ra nói, ai trong các cậu đụng vào tôi làm cho ngã, các cậu phải chịu trách nhiệm. Mấy người này nhìn nhau, họ sống hơn nửa đời người rồi mà lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, người nói đó kiên nhẫn khuyên, ông cụ, tự ông ngã xuống chứ có ai đụng vào ông đâu, có phải ông ngã bị đập đầu xuống đất nên không nhớ được phải không? Ngô Bình, đúng thế. Bây giờ tôi ngã khiến đầu óc không còn minh mẫn, các cậu phải bồi thường cho tôi. Mọi người đều biết mình gặp phải chuyện không hay nên không những không lo lắng mà còn kiên nhẫn giải thích cho Ngô Bình hiểu, có người còn đem đồ uống đến cho Ngô Bình, có thể thấy những người này rất chân thành và chất phác. Lúc này Ngô Bình mới đứng dậy, vỗ đầu nói cảm ơn mọi người, tôi không sao rồi, sau đó lấy vài viên đan dược ra chia cho những người này. Không đợi họ còn chưa kịp phản ứng. Anh đã biến mất không thấy đâu. Về đến chỗ Giang Sơ Nhan đứng, anh cười nói, người dân ở đây đúng là rất tốt. Giang Sơ Nhan, công tử, nơi này vẫn chỉ là một nơi nhỏ trong Vạn Phúc Thần Thổ, những nơi lớn hơn thì sẽ sầm uất hơn, cũng an toàn hơn. Ngô Bình, nơi này rất tốt, ngược lại những nơi quá lớn dễ thấy, tôi thấy có không ít đồ ăn ngon. Đi thôi, chúng ta đi ăn thử. Hai người tìm một nơi ăn cơm. Ngô Bình còn uống một bình rượu. Ở bên cạnh cũng có vài thực khách, thế là Ngô Bình chào một người lớn tuổi trong đó. Chú ơi, cháu là thầy luyện đan, muốn thử trình độ của mình, không biết phải đến nơi nào. Ông lão cười nói, ồ, cháu đi dọc theo con đường này, cuối đường có một ngôi bằng gạch màu xanh lam, nơi đó là nơi kiểm tra các sư sơ cấp, chủ yếu là phân biệt dược liệu, luyện chế các loại đan dược sơ cấp. Ngô Bình, nơi này của chúng ta có thầy luyện đan không? Ông lão cười nói, đương nhiên là có, chỉ là không nhiều, tổng chỉ có 3 người thôi, chỉ có thể luyện chế vài đan dược sơ cấp nhưng đó đã quá đủ với nơi nhỏ bé này của bọn tôi rồi. Nói rồi một tu sĩ mặc đồ vàng bước vào, ông lão lập tức nói, cậu nhìn xem, nói đến là đến, người đó là một trong 3 thầy luyện đan Phùng. Ngô Bình bước đến chào hỏi. Thầy luyện đan Phùng rất khách sáo, nghe nói Ngô Bình muốn kiểm tra bèn nói, anh bạn học thuật luyện đan ở đâu thế? Ngô Bình, tự học. Người này nghe xong thì lắc đầu, không có người dạy, e là cậu khó mà trở thành thầy luyện đan. Ngô Bình cười nói, không biết, danh hiệu thầy luyện đan ở bên ngoài có được công nhận ở Vạn Phúc Thần Thổ không? Thầy luyện đan Phùng, đương nhiên có thể, ước mơ của tôi là trở thành một thầy luyện đan nhất đỉnh.
Trò chuyện với anh ta một lúc, Ngô Bình biết các thầy luyện đan ở đây cũng giống thầy luyện đan bên ngoài, thế là anh lập tức lấy huy hiệu thầy luyện đan tam đỉnh của mình ra nói, thầy luyện đan Phùng, tôi là thầy luyện đan tam đỉnh. Thầy luyện đan Phùng khá ngạc nhiên, sau đó cúi người thật thấp, chào thầy luyện đan tam đỉnh. Ngô Bình, đừng khách sáo, tôi đến đây là vì mong người nhà có thể an cư ở đây. Thầy luyện đan Phùng cười nói, đó là vinh hạnh của nơi đây, anh tên là gì? Ngô Bình, tôi là Lý Huyền Bình. Trò chuyện với nhau về vài kinh nghiệm trong phương diện luyện đan, thầy luyện đan Phùng vô cùng ngạc nhiên, cực kỳ bái phục Ngô Bình. Ngô Bình hỏi thăm về giá nhà ở đây thì biết những ngôi nhà nằm trên núi là đắt nhất, một căn nhà tiện nghi nhất được bán với giá hàng trăm triệu tiền tiên. Tiền tiên là tiền tệ được người dân ở đây sử dụng nhiều nhất, còn tiền đại đạo, chỉ có những người có tu vi cao mới biết sử dụng. Tối đó, thầy luyện đan Phùng sắp xếp một nơi ở cho Ngô Bình và Giang Sơ Nhan. Thế là Ngô Bình nhân cơ hội luyện chế một ít đan dược, vì anh biết ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong vùng đến tìm mình, xin anh luyện chế một ít đan dược. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.